Xin chào 500.000 anh em đã quay trở lại với channel của Nancy ngày hôm nay. Thì đã rất lâu rồi chúng ta không được gặp nhau trên một tựa game nào đó. Thì hôm nay Nancy xin giới thiệu với tất cả 500.000 anh em một tựa game mới mà Nancy sắp làm. Nó thẳng luôn là đang làm. Đó là game thể loại game MOBA. Thì trước đây là Nancy hay chơi những cái tựa game như MMORPG và FPS. Thì để mà nói thì cái game MOBA là một trong những cái game mà nó có rất nhiều những cái thú vị. FPS thì anh em là game bắn súng thì cũng là những game huyền thoại rồi. Nhưng với game MOBA thì nó lại là ở diễn biến khác. Đây là game MOBA đi phá nhà. Anh chắc hẳn là rất nhiều anh em đã từng xem qua cũng như là từng chơi những cái tựa game như Liên Minh Huyền Thoại hoặc là Liên Quân. Thì cái game Liên Minh Tốc Chiến này nó là một phiên bản game Liên Minh Huyền Thoại trên mobile anh em nhá, trên mobile. Đó là cái sự ngóng chờ của Nancy rất nhiều năm nay. Vì Nancy là một fan của Liên Minh Huyền Thoại trên PC. Nancy rất hay xem những cái trận thi đấu chuyên nghiệp. Vì mình rất yêu thích cái tựa game này. Thì hôm nay mình có dịp để download cái game này về làm video game cho anh em. Nói chung là anh em của tôi không biết là có khỏe không. Nói về đồ họa của game này thì Nancy thấy rằng là đây là một game tuyệt vời. Đồ họa quá đẹp, xử lý thao tác cũng quá mượt, không còn gì để chê cả. Anh em đáng để chú ý. Ui, tôi em bị ganh. Con chim đâm miệng, tôi biển cái đã. Mày vào đấy, con lợn này. Thì game này là game đi phá nhà và game đồng đội. Nancy đang lựa chọn một vị tướng xạ thủ để đi đường dưới. Vị tướng này tên là vị tướng Vên, một trong những sát thủ máu lạnh. Đây, cơ hội. Con lợn này, cho nó một chiêu. Đi ngay các ông ạ. Taxi zombie lại đến. Lé cái đã, hay quá. Mấy bạn thẩm Yuru kia lé tốt phết nhỉ, các ông nhỉ. Nói chung là trong những thời gian tới, game này sắp ra mắt tại Việt Nam, được Vina Game mua về. Thì tôi nghĩ rằng là anh em lên chơi game này. Vì bao nhiêu năm nay Nancy đã nghỉ game rất lâu rồi. Thì thời gian này là nó ra cái game này thì mình mới quay trở lại làm video cho anh em. Thì suốt những cái quãng thời gian vừa rồi Nancy thực sự là không muốn chơi game. Anh em ạ, tôi thực sự không muốn chơi game bởi vì là tôi tập trung cho cái công việc mới của mình. Thì sắp tới Nancy làm lại kênh YouTube với ba mảng vlog và game và kiếm tiền online. Thì đây sẽ là video đầu tiên về game mà Nancy làm để cho anh em có một cái gì đó để giải trí hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cùng với Nancy. Rất mong được cái sự ủng hộ nhiệt tình của các anh em. Chúng tôi trở lại sau vài năm vắng bóng đây. Thôi xong rồi, thằng này đi rồi các ông ạ. Đi luôn rồi. Chạy đi đâu được đây, con sâu này. Đấy, có. Nhưng mà con Lắc kia nó ăn mạng rồi. Lắc này là một vị tướng support hoặc là đường giữa pháp sư rất tốt luôn. Lợn này nữa. Rồi, đẹp luôn, bằng trụ thành công đến từ em. Hai mạng ngon lành đút túi này thì em quá khỏe rồi các ông ạ. Tầm này khỏe do này thì mình lại là người cân tim đó. Nói chung là game này nó cũng là một game cần rất nhiều kỹ năng, tư duy, cách tính toán, lên đồ, rồi đảo đường. Thì mình nghĩ rằng nó rất xứng đáng chơi trong cái dịp Tết sắp tới. Anh em hiện tại tôi sẽ làm một cái video hướng dẫn anh em download game này sau nhá. Hôm nay đánh trước một trận để xem là nó có thực sự hay như mình mong muốn hay không. Về game Liên Minh Huyền Thoại thì Nancy chưa bao giờ chơi cả. Nancy chỉ có xem thôi, nhưng mà vì sao tôi thủ chiêu thức? Bởi vì tôi xem quá nhiều những trận đấu Liên Minh Huyền Thoại trên PC rồi. Nên là tôi cũng có phần nào thuộc được chiêu thức của nó. Con bên này thì là một trong những sát thủ bóng đêm. Có gây sát thương theo phần trăm máu nha anh em nhé. Mỗi một phát bắn của nó tính theo phần trăm máu, nên là nó cực kỳ thốn luôn. Cái chiêu thứ hai kìa. Đó. Và thứ ba nữa là con này nó cũng rất cơ động. Rất cơ động luôn anh em ạ, rất cơ động. Về nhà mua đồ đã. Đồ thì ở đây nó có mua auto luôn rồi. Nancy vừa có cho mình gươm của
vị vô danh. Đấy, thanh gươm của vị vô danh. Gươm này thì nó, nếu mà tôi không nhầm thì nó khi mà nó chích gươm vô danh vào người ấy, đối phương sẽ bị giảm tốc độ đánh và bị hút máu. Nói chung là rất rất ngon. Ôi, tầm này thì cháu chạy đâu bố với cân 2 luôn. Chạy, chạy đi đâu còn thằng này nữa. Quên mất cái đéo bắn cái chiêu kia cho bách ngược lại cho con lợn này chết chắc rồi thật sự. Thôi nó xong rồi. À thôi, thôi. Tí đèo các ông ạ. Tham mạng của nó là to đấy. Về ăn vài hồi máu luôn cho nó nho nó chưa hồi các ông ạ. Nói chung là game này sẽ hay. Tôi nghĩ rằng là nó sẽ một trong những game bom tấn. Ủa, hai thằng liền nó ra đây ạ. Con chim đam mia với cả con hồ ly kia. Nó định ra nó định xơi tài em. Đấy, em cắm mắt vào đây cho nó chắc củ không nó móc lốp là mệt đấy. Tầm này thì phải em khỏe, em sợ béo bố con thằng nào đâu. Giả vờ giả tảng đấy thôi. Giả vờ sợ đấy thôi chứ mẹ mày. Con lắc kia nó mà chói chặt thì phát hú hú. Em nói đùa thôi anh ơi. Mẹ con chó này. Tưởng bố mày sợ mày thật á. Vào đây. Tốc biến đi đâu. Rồi. Mẹ em thả diều chúng nó. Đéo thằng nào dám quay lại với em luôn. Còn đéo quay lại thì bố mẹ lại cứ đi về thôi. Rồi. Rồi đây, được rồi. Rồi xong. Xong mạng lửa dành cho em rồi. Anh thấy bắn thốn không? Ui. Con Ari này kinh phết nhờ. Nó hôn gió em, nó hôn vào mông em. Em lại quay lại đánh rắm vào mặt nó cao ạ. Đấy. Tầm này em lại bóp nho. Máu lại về đầy đủ luôn. Lát nữa em lên em sơi tái cả hai con luôn. Từ chờ cơ hội đẹp các ông ạ. Đi mẹ thằng giao xua kia bồ láo bố tuét. Mẹ cái đã. Tuổi gì? Cái gì? Mày hơi bị nhầm rồi đấy. Đấy, chỉ một pha bồ láo thôi. Ui dồi, xong rồi. Double kill dành cho em luôn. Godlike luôn rồi. Ui, sân khấu tử thần được mở lên từ con Jin ghẻ các ông ạ. Đi mẹ quả này chết chắc rồi. Con Fit đang lên thăm cả thằng Lee Sin kia kìa. Thôi xong. Lại một lộ long cước vào mõm. Đi ngay tại chỗ. Mày cháu ra đi chân lạnh quá. Tầm này em 7-0 rồi. Đỡ làm sao được cái tầm này. Ui cái thằng Yasuo ghẻ này đi mẹ mày. Yasuo thì là một trong những vị gọi là vị tướng của gọi là đứng đấy. Anh em ạ, ở trong liên minh thấy anh em gọi là đứng. Bởi vì con Yasuo này sát thương của nó rất cao. Kỹ năng nhưng mà nó bị một cái là kỹ năng của nó rất khó để thi triển. Thôi em té. Ui địt mẹ có Z anh ơi. Thôi tha cho em xin lỗi. Ui địt mẹ mày nó phân thân bóng tối tử thần rồi. Thôi em cũng ra đi chân lạnh quát rồi anh ạ. Chúng nó quay em kinh quá. Nhưng thôi không sao. Tầm này em 7-1 rồi. Mẹ mày em gánh team mạnh luôn. Nói chung thao tác ở game này nó rất là dễ. Nó không có gì là khó cả. Ở trên máy tính vì sao Nancy không chơi? Bởi vì ngày xưa ấy Nancy làm tóc cả ngày. Sau đó ngồi bảo nghĩ ngồi trên máy vi tính. Nó mỏi lắm, mỏi lưng lắm. Mình chỉ có thích nằm mà mình chơi bằng điện thoại thôi. Hoặc iPad thôi. Ngồi nó sướng, thế là rời lạnh. Ngồi trong chăn chơi sướng lại. Thôi đi xong rồi, tầm này bố mày chấp hết. Anh em thấy chiếc gương một danh đau không? Thôi con này đi rồi, con này đi chắc rồi. Lại ra đi chân lạnh quát luôn rồi. Ôi đây còn thằng Jin nữa ông ạ. Ôi con Jin ghẻ này không chạy nhanh thì chạy thế đéo nào được. Ui dồi, tập biến làm gì nữa. Chiếc bờ kêu cao ông thấy nhanh không? Quá nhanh luôn. Đây là trận đấu này. Xanh lét. Nói chung là anh em chơi game này thì vui đấy. Không nào anh em có thích làm game này thì anh em hãy like và comment ở dưới nha anh em nhé. Đây là sẽ là tựa game mà Nancy sẽ làm. Vì là mình cũng muốn chơi một cái game nào mà mình có cảm giác là mình thích một tí. Sau đó làm thêm những cái video vlog về cuộc sống đời thường tập gym này. Ui xong rồi. Cho em về. Con lợn kia, con lợn dép. Phân thân bóng tối mai em chuẩn tan xác. Lé. Anh em chè tốt quá. Bạn lắc kia chơi khá hay đấy. Bạn support vừa rồi à. Bạn thẩm Yudu à. Bạn chơi support khá hay.
Tầm này em 11 rồi. 20% crit rate. Bắn ngoài thầm lắm anh em ạ. Bắn thế này thì nó đỡ làm sao được. Đây người gọi là Nancy trong tay Vên. Mẹ có mấy cái viên đạn ghẻ. Rồi ra đây. Em chờ cơ hội anh ạ. Anh em chờ thì em chờ cơ hội mà em phang chết chết bọn này luôn. Con Z này mẹ lát được em giết. Mày có là dám quay lại đây không? Đều dám quay lại luôn. Nào. Cái gì? Ui, té. Đau quá anh em ạ. Bình tĩnh thôi. Mình gọi là kiểu mình là AD anh em. Mình không được lao lên trước. Chẳng qua là tôi hơi hứng chó một tí ấy. Kiểu tôi nghĩ tôi khỏe ấy. 11 rồi tôi nghĩ là mấy thằng này chắc mà vài phát bắn nó đi thôi. Tôi hùng chó một tí, hùng chó cái nó quăng cho tí bả ấy, tí nhất đấy. Đấy, em lé trượt là anh em ạ. Nó hôn gió đấy, con này nó vừa hôn gió, con hồ ly kia nó có cái chiêu hôn gió. Thả tim phát là định mẹ mày. Như kiểu là sống kiểu của Binzy ấy. Thả tim đầy story em ấy. Đấy. Là dạy gái ngay. À, thật chim tam miên này. Rồi, chạy đâu. Ui. Quả này toang chưa? Kéo toang. Con bắn không? Ôi, mẹ tính cho mình tham giết con Sam đi. Con chim đam bia kia tôi tức liền lên. Quả tính toán hơi xàm. Chứ lẽ ra mà quả đấy mình khôn lanh ra là mình ở lại mình giết con Jin xạ thủ của bên nó là đẹp rồi. Con xạ thủ ấy bắn khoảng tầm 3-4 phát nó đi rồi. Tốc biến phải tốc biến trước. Nói chung là game này thì nó easy rồi. 28 rồi. Nó quá dễ thắng rồi. Thôi em Z này ra đi rồi. Đi lạnh luôn hay không ạ. Liên Quân cũng là một tựa game MOBA kiểu này. Có nói chung là từ trước giờ Nancy chơi rất nhiều game MOBA dạng khác. Nhưng mà Liên Quân thì Nancy không chơi bởi vì là nhìn cái hình của nó bị hoạt hình quá nên là tôi không thích lắm. Tôi thích chơi game nào nó hình nó phải đẹp một tí. Mà cái game Liên Minh này thì nó lại quá tuyệt vời. Anh em thấy một trong những game MOBA hay ở trên PC đó là Dota này, Liên Minh này. Rõ ràng là mình nên chọn những cái game nó kiểu như là nó có kiểu truyền thống một tí đấy. Thì tôi thấy cảm giác nó đa dạng tiếng hơn mà nó hay hơn. Nói chung là Liên Quân cũng hay, thời điểm Liên Quân ra game thì nó chưa có cái game MOBA là tuyệt vời cả. Thì Liên Quân là một trong những game hồi đấy nó được đẳng cấp, quá đẳng cấp luôn. Hồi trước tôi mới chơi một cái game MOBA kiểu Hero Order and Sao cơ. Đây rồi, con lợn này. Anh em lên đi, cứ để tôi phải lên nhỉ. Tôi mà lên thì lại ăn mạng của anh em. Con xe này, chạy đâu. Vẫn thân bóng. Tầm này mẹ phải em lé hết chiêu thức. Nó chỉ có quang thôi. Cái chiêu thức phân thân bóng tối của con Z kia ấy là anh em phải nhìn nó là nó phân thân vào khoa. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian nó phân thân ấy, nó phải thời gian sau đấy nó phải gây được nhiều sát thương của vào người em ấy. Thì nó mới ích được cái đam lên thì nó mới đủ lổ cái băng bóng chết được. Nói chung là đẹp luôn. Tầm này 259 rồi. Ủa, mày chạy đi đâu? Tầm này thì em nhìn em cân này. Bọn nó tưởng 2-3 thằng nó giết được em ấy. Ui. Em giết được thằng Yasuo đổi mạng thành công rồi. Cũng được. Không dù sao chúng nó 3 thằng nó quay em là em cũng chết rồi. Nhưng thôi dù sao đổi mạng là hòa. Rồi. Chết rồi đấy. Này đéo ai con AD đi solo với cả con pháp sư đang xanh le bên này. 81. Nó hôn gió nó đủ combo phát là chết luôn. Con chim đam bia này làm gì đây? Hồi toàn quá vào. Nói chung là những cái game như này thì cái quan trọng là cái việc macro và cái việc mà kết hợp kỹ năng chồng CC vào các đối phương ấy thì chủ lực ấy thì nó sẽ combat thắng. Như kiểu mà một
combat giao tranh thì nó gồm có đường trên này, đường giữa này, đường rừng này, và ở vị trí xạ thủ. Thì vị trí xạ thủ với vị trí đường giữa là pháp sư ấy, sát thương vật lý, sát thương phép thuật, nó phải lên đủ đam để có thể kết liễu được đối phương. Một là giết được đường giữa, hai là giết được AD là bên mình dễ thắng combat một phần máu anh em ạ. Thế mà nó vẫn chạy được. Chiêu của con này lăn không qua được tường anh em ạ. Tôi thử mấy lần rồi không được. Nói chung là anh em có thể đao game về chơi rất hay đó. Và tôi sẽ làm một game này và xem xét thêm một game nữa để có thể đa dạng game dành cho anh em xem giải trí nó vui hơn, nó cũng kịch tính. Nói chung là game này nếu mà đánh rank nó sẽ rất là kịch tính. Ủa, cái gì con Z này á? Lên xuống ơi, xuống ơi, xuống ơi, thì bảo quả là em chấp ba thằng nó luôn này. Các anh nhìn nè, rồi làm gì? À con Z tổng lấy thì bố mày lại sợ chúng mày quá. Nó có bất tử hoại thân nha anh em. Này thì bất tử hoại thân. Con này nhờn đẳng cấp không cơ, triple kill luôn. Này nó đỡ làm sao được. Tầm này chỉ có đắp chiếu thôi các ông ạ. Ồ, trận này gần như là thắng rồi, thắng chắc rồi, làm gì có chúng có cửa thắng nữa. 35-12, chênh lệch tiền đồ quá nhiều rồi. Ui, lộ long cướp vào mặt nó. Rồi, để em lên, để em lên. Đi ngay, 16-3. Nói chung là trận này Nancy quá xanh sao. Được rồi, hẹn gặp anh em vào một trận đấu khác. Cảm ơn anh em đã luôn luôn theo dõi tôi, luôn luôn ủng hộ tôi. Và tôi rất yêu anh em.